Hồi đó mình chơi trên ban thót á, thì cái ban thót đó là phải môn đích, và bây giờ cái diễn đàn đó nó vẫn tiếp tục duy trì những cái room gọi là chống cộng cực đoan. Thì bên cái room đó thì nó có thằng Thích Thông Lai nè, con Đang nhiều nhiều lắm đó, rồi cái thằng mà nó xuyên tạc Bác Hồ đó. Cái room đó thì quý vị mà muốn chơi á, là quý vị phải mua, nhưng mà điều đặc biệt là người Việt Nam là nó không có bán, cho nên quý vị nào ở nước ngoài á mà muốn mua được á thì phải nhờ các bạn ở bên nước ngoài á, người ta mua giúp, tại vì người ta phải đăng ký ID của người ta. Thì cái room đó nó độc lắm quý vị, nó không phải như cái room bên này đâu. Thì là cái room đó nó là nó có những cái room, bây giờ mình lấy điển hình một cái tên đó là room pháo cộng sản. Mình chỉ nói cái room này nó rất là độc, và nó mà mình đã phá banh được cái room này, tức là mình với một số người bạn cũng thân lắm, và bây giờ thì mình hết tiền mình cũng không mua được rồi. Thì cái room đó là nó chuyên môn nó mua số điện thoại của những công an phường, rồi nó gọi nghe điện nhạc về để nó phá cái như canh công an, tức là cứ nửa đêm nó canh cái nửa đêm là nó gọi điện về nó báo án giả đó. Đó là cái room nó gọi là lùm phá hồng sản, là do một cái thằng cầm đầu là cái thằng Phong Lê, chắc quý vị biết cái thằng Phong Lê mà nó hay hát nhạc chế ở bên nước ngoài đó, cái thằng đó lắm, cái thằng mà dạy đó lắm, nó còn nhỏ thôi, với lại còn nhiều thằng nữa. Thì lúc trước cái là mình có vô mình gây rối cái room của nó một lần rồi, anh tự là bây giờ là nó mình bây giờ mình hết hạn rồi, tại mình mua theo năm, năm thì có 20 đô thôi là nick xanh. Vì nếu mà quý vị mà không mua á, mà quý vị xài nick đen, thí dụ như mình giả sử nha, thí dụ như bạn Hiếu Hoàng, cái chữ nó màu đen như quý vị đang thấy này nè, chữ Hiếu Hoàng hoặc cái chữ của anh em mình là màu đen hết, thì nó chỉ cho mình vô trong vòng 5 giây thôi là nó đá mình ra, rồi mình phải nhập vô lại cứ như vậy á, cứ 5 giây 5 giây đá ra, 5 giây đá ra. Nhưng khi mình mua mà mình lên lên được cái nick màu xanh á thì mình có thể ngồi được nửa tiếng. Và nếu mà mình làm chủ room như là anh Lê Minh hồi nãy anh nói á, là cái nick hồng á, thì mình sẽ làm chủ room, tức là mình những cái danh từ mà quý vị thấy ở trên diễn đàn như là ai mà sử dụng cái chữ té rồi đó, là những cái danh từ đó là từ ở trên cái bàn thoát nó ra đó. thoát qua đó. Thế mà ai mà thấy mày vô mà chat mà em bị té rồi á, là cái từ đó là từ bên bàn thoát á. Thì bàn thoát quý vị biết không, đấu tranh nó không phải như bên này đâu, đấu tranh là phải chửi phải hùng hồn mà gọi là dữ dằn lắm, bởi vì hồi đó mình chơi với Ngô Kỵ, mà Ngô Kỵ là có thể mà cái rung bên đó là mình like là có thể là từ 8 tiếng đến 16 tiếng nữa, mà ngồi mà like là có thể từ 16 tiếng, nó không có hạn chế bất cứ cái gì hết trơn á, có thể là chửi là từ 16 tiếng mà nó hay lắm đó. Thì cái đó là vấn đề là mình nói về cái fan talk, thì việc full nè, fan talk nè, việc full thì không bằng đâu. Rồi hồi đó còn có Yahoo nữa kìa, Yahoo cũng có rung chat chính trị nhưng mà cũng không bằng đâu, không bằng fan talk đâu, và kể cả cái Facebook này nó cũng không bằng fan talk đâu. Nhưng mà mình nói ở đây là cái mình muốn nói thêm về vấn đề đó là bởi vì bây giờ mình thấy thôi thì bây giờ tụi ba que bây giờ nó thì nó cứ là tối ngày nó cứ là moi móc những cái chuyện mà nó xa xưa, nó ra rồi nó chửi nó rủa rồi này nọ đồ, thì anh em mình lên cứ tập trung vào cái chuyện đó mà chửi thôi, mà đấu đá ở mà trả lại tụi nó thôi, chứ mình cũng đừng có suy nghĩ gì, tất cả đều là anh em một nhà, cùng là con của mẹ Việt Nam hết, mình đừng có để cho mẹ Việt Nam mình phải rơi nước mắt vì mình. Bởi vì ngày xưa Bác Hồ đã có một cái câu nói rất hay: đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết thì chúng ta sẽ gặp. Đúng rồi, cái bạn Chí Dũng Nguyễn viết cái câu đó đúng rồi, mình đọc là Văn Thoát à, đúng rồi. Thì ngày xưa cái nick của Quốc Dũng là Tào Nguyên đó, quý vị vô cái nick mà Văn Thoát là Tào Nguyên là Quốc Dũng đó, tại vì mình thích cái chữ đó cho nên là mình cũng vô tình mình lấy cái đó thôi. Thì mình ở trong cái bàn cái room gọi là pháo cộng sản đó, ở trong cái đó là mình bên phía bên đối lập đó. Thì nói chung nó pháo mình pháo lại nó thôi, đơn giản thôi, ở bên đó thì nó đấu đá cũng bằng lắm, nó không phải như bên này, tức là nó kêu rằng là nó
đó là mình vô nhà nó không lóc, vì nó chơi bên đó nó quý vị biết thích cái chỗ nào không, là nó không lóc. Ví dụ như là mình vô nhà bên đi chương mình chơi mà mình chửi cỡ nào nó cũng không lóc được mình, bởi vì nó không có quyền lóc, bởi vì mình mua bằng tiền, cái đích đó mình mua bằng tiền thì chỉ có thằng Phan Thoát nó có quyền lóc mình thôi, chứ ngoài ra không ai có quyền lóc mình hết đó. Nó là hay cái đó, cho nên mình cứ chửi thoải mái là vô tư, đúng không? Và mình có quyền lên, mình giật được cái micro của nó là mình lên mình chửi thôi, chứ không cần phải xin xỏ gì trơn. Cũng như nó đang nói vậy là mình giật trúng cái đúng rồi, mua màu. Lê Quốc Thái nói vẫn là phải xài và mua màu, đúng rồi, màu Việt Nam nó không bán đâu. Việt Nam, người Việt Nam chứ quán nó không bán đâu. Vâng, thế mà đó là mình nói vậy đó. Đây là có một số bạn ở trong Văn Thoát nào biết nè, đó đúng rồi, phải mua face, đúng rồi, mua màu, đúng rồi. Rồi đó là nick của mình là màu xanh, xong rồi mình có một người bạn mua dùm cho nick màu tím, nhưng mà mình chửi quá người bạn đó, người ta sợ ảnh hưởng, ta cũng không tiếp tục mua, chứ nếu mà tiếp tục mua thì mình cũng không biết cái Facebook về đâu, mình chơi về đó mà. Thì bây giờ như vậy là cũng nhiều người đang muốn lên để chia sẻ thì là thôi, bây giờ anh em mình cũng nói như vậy thôi. Thì chúng ta cứ đoàn kết, đại đoàn kết để mình có cái sự đại thắng. Thì rằng chúng ta là những người dân bình thường thôi, dục tinh là như vậy, quý vị cũng chắc chắn có phải là cái gì trong xã hội, đúng không? Chỉ là những người dân, mình bức xúc những cái tiếng nói xuyên tạc của tụi nó, giống như là vậy, là mình lên mình phản biện này thôi, chứ cũng chẳng phải là tại vì ai cũng phải đi làm, đúng không? Người nào cũng có công việc làm để lo cho gia đình mình. Chiều tối tối thì lên rảnh lên đam với tụi nó vậy thôi, cho nên mình cũng cứ kiên cường lên, mặc cho ai nói gì nói, ai làm gì thì làm, mình cứ cố gắng mình đam được thằng nào hay thằng đó vậy thôi. Cái mục tiêu của anh em mình là như thế thôi, đúng không, Hoa Bình Dương? Còn cái chuyện khác đúng thôi, chứ cứ cho là gió thoảng mây trôi đi, chứ sao bây giờ thì nói chung là bây giờ mình cứ vững tin là như vậy đi. Còn những cái chuyện khác là chuyện buồn, chuyện gì đó thì thôi, cũng giống như là mình nói thẳng luôn, thật ra thì vừa rồi mình đi Hà Nội thì cũng có nhiều anh em cũng hỏi là biết Lê Ba Huy là gì không, nó không, mình không biết, nhưng mà người ta nói là thấy uống cà phê ở Bình Dương mà không biết Lê Ba Huy nữa. Trời ơi, tôi uống với Bình Dương chứ tôi cũng uống với Lê Ba Huy đâu. Tên tôi chỉ biết là Bình Dương, là tôi biết hai chữ Bình Dương thôi, còn tôi không biết Lê Ba Huy, cho nên tôi không biết là sao tôi dám nói, đúng không? Đó, thì cái đó là cái cách mà Dũng trả lời với những cái anh chị em nào mà người ta hỏi về những hội nhóm, đúng không? Thì nói chung là ai cũng thế thôi, mình chả cần biết họ là ai, nói chung là mình chỉ biết họ có tiếng nói đấu tranh những cái luận điệu xuyên tạc, chống lại những cái đường lối, những cái chính sách và những cái dư luận điệu, nghĩa là lên để mà kích động những cái người dân để mà chống phá lại đất nước. Cái đó đâu gọi là biểu tình đâu Bình Dương, cái đó kêu là đi gây rối trật tự công cộng, chống phá lại đất nước, chứ đâu phải biểu tình. Ai mà như vậy gọi đâu là biểu tình. Thì mình lên mình dẹp cái đám nó được là ok rồi, là bạn của quân chúng hết, chúng ta ngoài tay ở chân. Còn cá nhân của họ làm cái gì đó là chuyện riêng của họ, mình không có cái quyền để mà mình dòm ngó vào cái chuyện đó cá nhân riêng tư của họ. Ví dụ như họ có vô đảng phái nhóm nữ, chuyện của họ, không ăn nhập gì đâu quân chúng cả. Chúng chỉ thấy nói thì anh đã đạo bao que thì tôi cũng đã đạo bao que rồi, xong tôi danh là bạn thế thôi, đúng không? Chừng nào anh đã đạo bốn que là tôi có làm bạn với anh nữa, phải không? Anh đã đạo bao que tôi đã đạo bao que với anh thế thôi. Vậy thôi, đơn giản thôi. Còn anh đã đạo hai que thì tôi cũng chơi anh, vậy đó, đơn giản vậy thôi. Thế thì thôi, thì mình cũng nói với Bình Dương như vậy. Thì mọi chuyện khác thì anh em mình cứ cho nó gió thoảng mây trôi đi, phải không? Làm sao mà vừa lòng người. Bây giờ chúng ta cứ nghĩ đi, mà mình cứ nghĩ như vậy thôi. Ông Chúa Giêsu mà ông còn bị nó đóng đánh chết nữa mà, xong bây giờ thôi. Thật ra thì anh biết không, có nghĩa là anh em mình mục tiêu bước lên này, mình chống lại cái bọn Ba Que với bọn chống bọn siêu tạc. Còn thật sự ra thì anh cũng thấy rồi đó, anh cũng biết là Dương như thế nào rồi. Nên ra tất cả mọi cái thì mình hãy có cái trái tim nóng và cái đầu lạnh mới được. Chứ còn thật mình không đúng thể rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mình
nghe một cái tác động nào đó mà mình xa đà ra thì cuối cùng mình sẽ tự động mình đi lệch cái hướng, lệch cái mục tiêu ban đầu của mình. Nên chính vì vậy anh thấy là Dương gần như là tất cả mọi cái Dương để bên ngoài tai. Mà đặc biệt nữa là khi có cái nhóm Debawi thì được các anh chị ủng hộ, chia sẻ nhiều quá, thì những cái gì mà mục tiêu ngay ban đầu mà Dương đã nói thì Dương phải giữ. Nên tất cả cái Dương gần như là Dương phải để phía bên ngoài hết, không thể nào để nó bị ảnh hưởng bởi những cái chuyện đó.